mai có cái này tặng cho Út nè. Anh tặng cho em cái này để làm gì ạ? Một cái là dành cho Út, còn một cái á là của anh hai. Sau này á có chuyện gì xảy ra, anh nhìn sợi dây này anh sẽ biết là Út. Đi, đi, đi cho tao. Đi, 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 đi hết cho tao đi. Tao định cho tụi bay ăn bám vài năm nữa mà tụi bay không có biết điều. Cái thằng tụi bay được ép tao. Giờ đứng sao anh hai? Giờ đi chứ biết sao nữa. Mày bắt nó vô nhà trở lại cho tao. Buông ra đây. Được tao. Ở đây mày mới là thằng như vậy á. Chửi tao. Chửi tao. Chửi tao. Tụi bay đừng có đụng với tao nha. Ông ấy ở đây làm đại ca tụi em đi. Bạn, mình là Dũng. Dũng giao hữu thiếu dạo. Đây là đất của Thiên Phương. Tao không muốn bị mang tiếng là lấy đông hiếp yếu. Bây giờ về ha, hai đứa mày đánh lộn. Đánh xa anh Hiếu ra. Anh là chồng sắp cưới của tôi. Từ bên Tàu ngày càng tắc quay tắc quái. Làm khó làm dễ. Một chuyện có con mình làm không được. Lũ ngu như bò. Anh chơi một chút thời gian đi. Sẽ lấy cái bánh tàu để cho anh. Một là tao chết. Hai là mày chết. Nếu tôi mà sợ, tôi không phải là hiểu bánh tàu nữa.